Tủ sách áo lam xin chào đón chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu trở lại với kênh đọc sách Phật giáo của tủ sách áo lam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp cuốn Phật giáo sử luận do tác giả Nguyễn Lang tức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh biên soạn. Kính thưa chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc và hoán chuyển gần 2.000 cuốn kinh sách Phật giáo thành dạng sách nói tức audiobook. Chúng con kính xin quý ngài ủng hộ tinh thần và yểm trợ cho chúng con bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ những đoạn video như thế này đến với mọi người. Chúng con không ngại bỏ công sức ra làm việc, chỉ ngại làm xong mà không có người nghe, xin quý vị trợ lực cho chúng con nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đọc sách nhé. Chương 09, Nền tảng của Phật giáo đời Trần Thiền Phái Yên Tử. Nền Phật giáo thống nhất. Vào đầu thế kỷ thứ 13, ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Môn Thông và Thảo Đường dần dần nhập lại thành một. Do ảnh hưởng lớn lao của Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, sự sát nhập của ba thiền phái trên đây vào nhau đã đưa tới sự phát triển lớn của thiền phái Yên Tử thành thiền phái Trúc Lâm, tức là thiền phái duy nhất đời Trần. Đời Trần có thể được gọi là thời đại Phật giáo nhất tông, tức là thời đại của một tông phái Phật giáo duy nhất. Tông phái này phát xuất từ núi Yên Tử mà vị tổ khai sơn là thiền sư Hiện Quang. Thiền sư viên chứng hiệu Trúc Lâm, thầy của vua Trần Thái Tông, là tổ thứ hai của phái Yên Tử, được vua tôn xưng là quốc sư. Vị tổ truyền thừa thứ ba là Đại Đăng quốc sư, đồng sư với vua Trần Thái Tông. Một vị quốc sư khác tượng trưng cho sự lãnh đạo nền Phật giáo thống nhất đời Trần là Nhất Tông quốc sư, đệ tử của thiền sư Ứng Thuận thuộc thế hệ thứ 16 của thiền phái Vô Môn Thông. Danh từ Nhất Tông mà vua Trần Thái Tông dùng để tôn xưng vị quốc sư này hẳn có ý nghĩa về tình trạng thống nhất của Phật giáo trong một tông phái duy nhất. Trước hết ta hãy xét về những ảnh hưởng tương hỗ giữa ba thiền phái đời Lý. Như ta đã biết, thiền phái Thảo Đường không có cơ sở trong đại chúng bình dân, cũng không có truyền thống tu viện đặc thù, nhưng có ảnh hưởng sâu đậm tới mặt học thuật, tư tưởng và thi ca trên hai thiền phái đương thời. Tuyết Đậu Ngữ Lục đã trở thành một văn kiện được trọng dụng ở cả hai thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Môn Thông. Thiền sư Thường Chiếu, thuộc phái Vô Môn Thông, đã sang làm tọa chủ ở chùa Lục Tổ, vốn là một tổ đình rất xưa của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, điều này chứng tỏ hai thiền phái này lúc bấy giờ hầu như đã sáp nhập thành một. Thường Chiếu và đệ tử là thần nghi sinh hoạt trong lòng thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã thu thập khá nhiều tài liệu về thiền phái này để ghi chép lại trong sách Thiền Uyển Tập Anh. Thiền sư Thường Chiếu có thể được gọi là người khởi đầu cho sự tổng hợp giữa ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Môn Thông và Thảo Đường và cũng là gạch nối giữa Phật giáo đời Lý và Phật giáo đời Trần. Địa vị của ông rất quan trọng. Ba vị đệ tử quan trọng của Thường Chiếu là Thần Nghi, Thông Thiền và Hiện Quang. Thần Nghi với đệ tử là Ẩn Không đã có trách nhiệm truyền lại các tài liệu lịch sử Phật giáo của Thường Chiếu, như các sách Thiền Uyển Tập Anh và Nam Tông Tự Pháp Đồ. Thông Thiền nối tiếp truyền thống Vô Môn Thông truyền xuống cho Tức Lự, rồi Ứng Thuận. Các đệ tử của Ứng Thuận như Nhất Tông, Giới Minh, Giới Viên, Tiêu Diêu đều là những ngôi sao sáng trong Phật học giới và đều đóng góp nhiều cho nền Phật giáo thống nhất đời Trần. Họ là những người thuộc thế hệ cuối của thiền phái Vô Môn Thông. Thiền sư Hiện Quang khai sơn núi Yên Tử mở đầu cho Phật giáo Trúc Lâm, nền Phật giáo thống nhất đời Trần. Trước hết ta hãy nói về thiền sư Thường Chiếu, người có thể đại diện được cho ba thiền phái cuối đời Lý và là gạch nối giữa nền phát triển ba tông phái đời Lý và nền Phật giáo một tông phái đời Trần. Thiền sư Thường Chiếu. Thường Chiếu người làng Phù Ninh, họ Phạm, hồi chưa xuất gia, ông đã từng làm quan dưới triều vua Lý Cao Tông, chức lệnh đô tào ở cung Quảng Từ. Sau đó, ông bỏ quan tước để đi xuất gia dưới sự hướng dẫn của thiền sư Quảng Nghiêm, chùa Tịnh Quả. Được tâm truyền của thiền sư Quảng Nghiêm, ông ở lại chùa Tịnh Quả thêm vài ba năm để hầu thầy, rồi sau đó ông lui về một ngôi chùa cổ ở làng ông Mạc để dạy học trò. Năm ông rời chùa Tịnh Quả có lẽ là năm 1190. Bởi vì sách Thiền Uyển Tập Anh nói thầy ông là thiền sư Quảng Nghiêm tịch vào năm ấy. Có lẽ ông đã ở lại hầu thầy đến khi thầy tịch. Sau đó không lâu, thiền sư Thường Chiếu rời sang chùa Lục Tổ, vốn là một tổ đình rất xưa của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Chùa này được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8 do thiền sư Định Không và đệ tử là thiền sư Thông Thiền tạo dựng. Sự kiện Thường Chiếu của thiền phái Vô Môn Thông đến mở trường dạy học tại chùa Lục Tổ, một tổ đình lớn của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cho ta thấy rằng cao tăng của phái sau này, sau thiền sư Viên Thông, đã bắt đầu thưa thớt đến nỗi sự giáo hóa Phật Pháp tại một tổ đường đã phải nhờ đến một vị thiền sư thuộc phái Vô Môn Thông. Đã đành còn có các vị cao tăng như Đạo Lâm, Tĩnh Thiền, Định Hương và Y Sơn,
nhưng các vị này cũng còn phải trụ trì các tổ đường khác của môn phái. Chính vì hành đạo tại một tổ đường Tỳ Ni Đa Liêu Chi mà Thiền Sư Thường Chiếu đã thu thập được nhiều tài liệu để bổ túc cho tập sử liệu Phật giáo do Thiền Sư Thông Biện để lại hiện có trong tay ông. Ngoài công việc đó, Thường Chiếu còn viết thêm một tài liệu Phật giáo khác lấy tên là Nam Tông Tự Pháp Đồ. Còn tập sử liệu kia sau này trở thành sách Thiền Uyển Tập Anh. Cả hai tài liệu này ông đã trao lại cho đệ tử là Thần Nghi. Tại chùa Lục Tổ, số môn đồ đến thọ giáo với Thường Chiếu càng ngày càng đông đảo. Sự quan trọng của tâm học. Thường Chiếu chủ trương sự tu học chứng ngộ cần được căn cứ trên một nền tâm học vững chãi mới có thể thành tựu được. Ông nói, người tu đạo nếu biết rõ về tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì phí công vô ích. Biết rõ về tâm mình ở đây có nghĩa là thấy được liên hệ giữa chủ thể và đối tượng nhận thức. Tâm học ở đây có nghĩa gần như tâm lý học, đó là duy thức học. Một vị đệ tử hỏi Thường Chiếu câu hỏi sau đây, khi chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức xúc tiếp nhau thì sự việc xảy ra thế nào? Vật ngã phan duyên thời như hà. Thường Chiếu đáp, trong tinh thần chính thống của duy thức học, khi ấy, cả chủ thể và đối tượng nhận thức không còn. Tâm thức của ta vô thường, thay đổi sinh diệt từng sát na, thì làm sao có một chủ thể thường tại mà tiếp xúc với đối tượng? Tuy vậy, sinh là các hiện tượng sinh, diệt là các hiện tượng diệt, còn đối tượng chứng ngộ thì không bao giờ có sinh có diệt, vật ngã lưỡng vong. Tâm tính vô thường, dị sinh dị diệt, sát na bất đình, thủy thị phan duyên. Sinh vi vật sinh, diệt vi vật diệt, bỉ pháp sở đắc thường vô sinh diệt. Đối tượng chứng đắc. Trong câu nói trên, Thường Chiếu cho thấy rằng sự chứng đạo không phải được thực hiện trên liên hệ chủ thể và đối tượng của nhận thức, bởi vì cả hai đều sinh diệt không ngừng. Nếu sự chứng đắc mà cũng sinh diệt như thế thì đâu phải là sự chứng đắc. Cho nên đừng tìm quả vị giác ngộ như một đối tượng của nhận thức, quả vị giác ngộ phải được thực hiện ngay trong tự thể của tâm. Mọi tìm cầu bên ngoài đều vô hiệu. Điều này còn rõ ràng hơn nữa khi Thường Chiếu trả lời một người đệ tử hỏi về pháp thân. Thân tuy sống trên đời, tâm là Như Lai tạng, chiếu dạng cả mười phương. Nhưng tìm thì biệt dạng, tại thế vi nhân thân. Tâm vi Như Lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tuyệt khoáng. Pháp thân hay tự tính giác ngộ vốn hiện hữu tràn đầy, biết mở con mắt vô phân biệt mà nhìn thì chứng thực được hiện hữu tràn đầy đó. Nhưng nếu có chủ định đi tìm nó như một đối tượng thì tự nhiên nó biệt tâm biệt dạng. Một hôm một đệ tử là cư sĩ thông sư hỏi ông, làm sao chứng đắc được Phật Pháp? Thường Chiếu trả lời, Phật Pháp không thể chứng đắc được. Chư Phật đều đã tu học trên căn bản chư Pháp bất khả đắc ấy. Tùy tục, khi ông gần mất, vị đệ tử lớn là Thần Nghi hỏi, những nhân vật như sư phụ mà khi thời tiết đến cũng phải tùy tục chết đi như người thường sao? Thường Chiếu hỏi, người thấy được ai là kẻ không tùy tục nào? Thần Nghi, Bồ Đề Đạt Ma là một, ông ta không chết mà chỉ lướt biển trở về Ấn Độ. Thường Chiếu, đó chẳng qua là chuyện chó sủa bóng thôi. Thần Nghi hỏi, vậy Hòa Thượng có tùy tục không? Thường Chiếu nói, ta cũng tùy tục. Thần Nghi hỏi, tại sao lại như thế? Thường Chiếu trả lời, để cho giống với kẻ khác, nhờ câu này mà Thần Nghi tỉnh ngộ. Sau đó Thần Nghi hỏi thầy, con ở với Hòa Thượng đã nhiều năm, nhưng chưa biết thủ truyền của tông phái ta là ai, xin ngài chỉ dạy thứ bậc truyền thừa để kẻ hậu học biết được nguồn gốc. Thường Chiếu liền lấy tập tài liệu lịch sử của Thông Biện biên tập và bản ghi chép các tông phái cùng những thế hệ truyền thừa trao cho Thần Nghi. Thần Nghi xem qua, hỏi, tại sao hai hệ phái Đại Điên và Bát Nhã không được chép vào đây? Thường Chiếu, đó là ý của Thông Biện. Thông Biện đã nghĩ kỹ nên mới quyết định như thế. Sau này Thần Nghi trao lại các tài liệu lịch sử Phật giáo trên cô đệ tử là Ẩn Không. Thường Chiếu có ba người đệ tử xứng đáng, Thiền Sư Hiện Quang, người sẽ khai sơn thiền phái Yên Tử đời Trần, Thiền Sư Thần Nghi, người đã truyền lại tài liệu lịch sử Phật giáo Việt Nam, và cư sĩ Thông Sư, người đã đào tạo nên Thiền Sư Thức Lự. Thường Chiếu có công nhiều trong việc dung hợp ba thiền phái phát triển đời lý và thâu thập nhiều tài liệu về các thiền phái này. Tiếc rằng Nam Tông Tự Pháp Đồ hiện nay chưa tìm ra được. Có lẽ tác phẩm này mất hẳn. Ông là người có đạo học uyên thâm. Bài kệ ông đọc trước lúc lâm chung biểu lộ được phong thái của người đã giải thoát, tìm thấy rằng thực hữu tràn đầy kia không nơi đâu và không lúc nào không phải là quê hương mình. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày càng gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại.
Hà Sứ Bất Vi Gia, vị tổ khai sơn phái Yên Tử, hiện Quang Thiền Sư. Mất năm 1220. Vị tổ khai sơn chùa Hoa Yên ở núi Yên Tử là Thiền Sư Hiện Quang, đệ tử của Thiền Sư Thường Chiếu chùa Lục Tổ. Nhưng Hiện Quang không phải chỉ là người truyền thừa tông chỉ của Thường Chiếu phái Vô Ngôn Thông. Ông còn học với Thiền Sư Chí Thông chùa Thánh Quả và Thiền Sư Pháp Giới ở núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An nữa. Ta không rõ Thiền Sư Chí Thông và Pháp Giới thuộc giáo hệ nào. Ta chỉ biết ảnh hưởng của họ trên Thiền Sư Hiện Quang có thể còn quan trọng hơn cả ảnh hưởng của Thường Chiếu, bởi lúc Thường Chiếu viên tịch thì Hiện Quang mới có 21 tuổi, chưa thọ tỳ khưu giới và chưa kịp có thì giờ suy cứu về tông chỉ thiền môn, thiền uyển tập anh. Sau khi Thường Chiếu viên tịch, Hiện Quang thấy sức học của mình về thiền kém cỏi quá, tự than rằng, ta cũng như đứa con của đại phú gia, khi cha mẹ còn sống thì không biết trong nhà đầy châu báu, khi cha mẹ chết thì trở nên bần cùng nghèo khổ. Hiện Quang liền đi chu du trong giới thiền lâm để cầu tham học, gặp được thiền sư Chí Không chùa Thánh Quả, nhờ một câu nói của ông này mà tâm tư khai sáng. Hiện Quang dáng người và vẻ mặt thanh tú, giọng nói êm ái. Vì Hoa Dương công chúa hay lui tới cúng dường nên ông bị người ta nói ra nói vào. Do đó ông bỏ vào núi Uyên Trừng theo pháp giới thiền sư, thọ giới tỳ khưu để tu học. Ông nói, nếu ta không lấy nhẫn nhục làm áo giáp và tinh tấn làm khí giới, thì ta không thể nào phá được ma quân phiền não và đạt được quả giác ngộ vô thượng. Sau một thời gian tu học tại đây, không muốn nhận cúng dường của tín thi nữa, ông bỏ vào rừng sống trong 10 năm. Về sau, ông vào núi Tử Sơn làm am cư trú. Đi kinh hành trong rừng ông mang theo một bao vải, đến nơi thích hợp ông trải bao ra ngồi thiền, loài dã thú thấy ông không hề xúc phạm. Vua Lý Huệ Tông nghe tiếng cho người đi mời ông cho đệ tử trả lời như sau. Bần đạo sinh trên đất của vua, ăn lộc của vua, ở trong núi thờ Phật đã lâu năm, công đức chưa thành tựu, rất lấy làm hổ thẹn. Nay nếu về thăm vua, thì chẳng có ích gì cho việc trị an của vua mà lại còn bị chúng sinh bài báng. Huống chi bây giờ Phật Pháp đang hưng thịnh, các bậc sư tượng trong đạo nhiều người đang tụ tập ở kinh đô điện các, một ông thầy tu thô lậu áo rách trong núi về kinh làm gì. Nói rồi quyết không xuống núi, không biết Hiện Quang đến khai sơn Yên Tử năm nào. Một hôm có một vị tăng hỏi ông, hòa thượng lâu nay làm gì trong núi? Ông đáp, theo hứa do người cũ. Đâu biết mấy xuân rồi. Vô vi nơi khoáng dã. Làm người tự tại thôi. Ná dĩ hứa do đức. Hà chi thế kỷ xuân. Vô vi cư khoáng dã. Tiêu diêu tự tại nhân. Năm 1220, tức năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11. Thiền sư ngồi trên một phiến thạch đọc một bài kệ sau đây trước khi thị tịch. Pháp huyễn đã là huyễn. Tu huyễn cũng là huyễn. Lìa được hai huyễn ấy. Là lìa được mọi huyễn. Huyễn pháp giai thị huyễn. Huyễn tu giai thị huyễn. Nhị huyễn giai bất tức. Tức thị trừ chư huyễn. Là tổ khai sơn chùa Hoa Yên núi Yên Tử, Hiện Quang thiền sư được xem như là người đích thực sáng lập truyền thống Yên Tử. Truyền thống này sau lấy tên là Trúc Lâm, Trần Nhân Tông, thuộc thế hệ thứ 6 phái Yên Tử, lấy hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Trúc Lâm Quốc Sư. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi vị thiền sư trên núi Yên Tử mà Thái Tông lên tham yết là Phù Vân, bạn cũ của Thái Tông. Điều này sợ sai, bởi vì Phù Vân là hiệu của thiền sư Tĩnh Lự, thuộc thế hệ thứ 10 của thiền phái Yên Tử, đệ tử của thiền sư An Tâm, trụ trì chùa Hoa Yên. Trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông chỉ gọi vị thiền sư núi Yên Tử là Trúc Lâm Đại Sa Môn, tôn xưng là quốc sư, mà không bao giờ gọi ông là Phù Vân quốc sư. Vị thiền sư này là đệ tử của Hiện Quang, mà theo thiền uyển tập anh có pháp danh là Đạo Viên, sách Thánh Đăng Lục, sách Yên Tử Sơn Trúc Lâm Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh và tài liệu truyền thừa chùa Hoa Yên theo Hòa Thượng Phúc Điền đều nói tên thiền sư là Viên Chứng. Viên Chứng hay Đạo Viên hay Trúc Lâm quốc sư cũng là một người. Thiền sư Hiện Quang tịch năm 1220, lúc vua Thái Tông mới lên 3 tuổi, thành thử Hiện Quang không phải là người vua gặp trên núi. Đạo viên thiền sư làm lễ an táng thầy trên núi Yên Tử, năm thầy mất, đạo viên ít ra cũng 20 tuổi. Nói đạo viên là bạn cũ của Thái Tông e cũng không đúng, bởi vì hồi 8 tuổi Thái Tông đã làm vua. Hơn nữa, trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, đạo viên đã dùng tiếng lão tăng để tự chỉ mình. Sách Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh cũng nói đạo viên là lão tăng thầy già. Vậy liên hệ giữa hai người là liên hệ thầy trò mà không phải là bạn hữu. Vào khoảng năm 1248,
Trúc Lâm có xuống kinh sư theo lời mời của vua Thái Tông để kiểm điểm lại các bộ kinh và lục trước khi đem khắc bản gỗ để ấn loát phát hành. Vua Thái Tông thỉnh ông ở lại chùa Thắng Nghiêm, tôn xưng là quốc sư. Vua cũng trình ông một tác phẩm vua mới viết tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Ông khen ngợi và khuyên nên khắc bản để in luôn trong dịp ấy. Năm 1236 khi vua Thái Tông bỏ lên núi Yên Tử định đi tu, Trúc Lâm quốc sư hỏi vua muốn tìm gì mà lên núi. Vua nói chỉ muốn tìm thành Phật. Ông nói, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm ta lắng lại và trí tuệ xuất hiện thì đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần phải đi tìm cực nhọc bên ngoài, bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Khuyên Thái Tông trở về nhận nhiệm vụ trị dân, thiền sư nói, đã làm vua thì không còn có thể theo ý thích riêng mình được nữa. Phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân làm lòng của mình. Nay dân đã muốn vua về mà vua không về thì làm sao được. Thiền sư buộc vua trở về với bổn phận bằng một lý luận đanh thép. Nhưng ông an ủi, tuy vậy, vua vẫn có thể vừa làm nghề trị dân vừa tu học Phật Pháp. Thiền sư ân cần dặn vua đừng quên học Phật và tham thiền. Không biết sau khi hoàn tất việc in kinh, Trúc Lâm quốc sư có lưu lại kinh sư một thời gian trước khi về núi hay không? Ảnh hưởng của ông không những lớn lao trên sự tu học của Trần Thái Tông mà trên nhiều mặt khác nữa. Ít ra ông cũng đã góp về phương diện văn hóa trong việc san định và ấn hành kinh lục, và đã cống hiến cho đời thêm một vị đệ tử xuất sắc là Đại Đăng quốc sư, người đã ảnh hưởng nhiều tới tư tưởng thiền phái Trúc Lâm sau này. Đại Đăng quốc sư. Đại Đăng quốc sư thuộc thế hệ thứ ba truyền thống Yên Tử, anh em đồng sư với Trần Thái Tông. Hiện ta không có tài liệu nào về tư tưởng và thi văn của Đại Đăng. Ta chỉ biết theo Thánh Đăng Lục và Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh rằng tuy tiếp nhận truyền thừa phái Yên Tử nhưng ông cũng tiếp nhận truyền thừa Lâm Tế do Thiền Sư Thiên Phong từ Trung Hoa đưa qua. Thiên Phong từ Trương Tuyên đến, thuộc về Thiền Phái Lâm Tế. Huệ Nguyên trong bài lược dẫn Thiền Phái đồ in ở đầu sách Thượng Sĩ Ngữ Lục nói rằng Thiên Phong là cư sĩ. Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh nói ông là thầy nước ngoài, và trí tuệ cao tài kinh lịch chư bang. Khi Thiên Phong đến Việt Nam, vua Thái Tông nghe tiếng liền mời đến viện Tả Nhai, hội họp các bậc thiện tri thức lại để cùng tham học. Trong số những bậc, kỳ đức, tham dự các buổi học tập này chắc chắn đã có Đại Đăng. Lúc này Đại Đăng đã được Trúc Lâm quốc sư gửi về kinh sư hành đạo. Trong số những người nghe Thiên Phong giảng đạo, Đại Đăng là người được Thiên Phong chính thức truyền cho tâm ấn. Một trong những đệ tử xuất sắc của Đại Đăng là Liễu Minh quốc sư. Tiêu Diêu Thiền Sư. Tiêu Diêu Thiền Sư thuộc thế hệ thứ tư truyền thống Yên Tử. Ông là học trò Đại Đăng, đồng thời cũng đắc pháp với Thiền Sư Ứng Thuận của Thiền Phái Vô Môn Thông. Cùng học với Ứng Thuận trong thế hệ ông, còn có các Thiền Sư Giới Minh, Giới Viên và Nhất Tông Quốc Sư. Tiêu Diêu là thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một trong những cây đốt sáng nhất của thiền học đời Trần. Huệ Nguyên, người san định sách Thượng Sĩ Ngữ Lục năm 1763, nói rằng Tiêu Diêu, thầy của Tuệ Trung, là người Trung Hoa qua Việt Nam truyền đạo. Sự thực thì không phải thế. Tiêu Diêu là người Việt Nam, đệ tử của Ứng Thuận phái Vô Môn Thông, đồng thời cũng là người thừa kế thiền sư Đại Đăng, tổ thứ ba chùa Hoa Yên núi Yên Tử. Sự kiện Tiêu Diêu đắc pháp với Ứng Vương được nói đến trong Thiền Uyển Tập Anh, nhưng Huệ Nguyên không được đọc tác phẩm này. Chính vì mặc cảm cho rằng tổ sư Trung Hoa mới giỏi và mới chính thống nên ông đã cho rằng Tiêu Diêu, thầy của Tuệ Trung, phải là người Tàu. Không được đọc Thiền Uyển Tập Anh, nên trong bài lược dẫn thiền phái đồ đầu sách Thượng Sĩ Ngữ Lục ông đã viết những dòng mơ hồ sau đây về thiền phái Vô Môn Thông. Thiền pháp truyền vào nước ta không biết người nhận lãnh đầu tiên là ai, chỉ biết từ Thiền Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông rồi lần xuống Định Hương Trưởng Lão, Viên Chiếu, Đạo Huệ, sau đó còn lần lượt trao truyền, nhưng tên tuổi các ngài lúc ẩn lúc hiện, khó nhận ra manh mối. Ta thấy Huệ Nguyên nhắc đến tên một số các vị thiền sư phái Vô Môn Thông nhưng không biết gì về nguyên ủy của thiền phái này. Thiền sư Tiêu Diêu còn được gọi là Phước Đường Đại Sư, cư trú ở Phước Đường Tinh Xá. Không biết Tinh Xá này ở đâu, có thể là ở trên núi Yên Tử. Tuệ Trung Thượng Sĩ có bài thơ lên thăm thiền sư Tiêu Diêu ở Phước Đường Tinh Xá và bài thơ cảnh vật Phước Đường trong đó có câu, thả hỉ lâm thâm thoại thú tàng, vui trốn rừng sâu trong đó ẩn nhiều loài thú lành. Tuệ Trung là một tay cự phách trong rừng thiền nhưng đối với thiền sư Tiêu Diêu rất mực cung kính khâm phục. Trong bài lên thăm thiền sư Tiêu Diêu ở Phước Đường Tinh Xá ông nói. Cho hay Phật sống trần gian đấy. Sen nở trên lò rực lửa hồng. Tu chỉ thế hữu nhân chung. Phật hữu quái lô khai hỏa lý liên.
Tuy Huệ Tuệ là pháp tử chính thức của Tiêu Diêu, trụ trì chùa Yên Tử, nhưng chính Tuệ Trung Thượng Sĩ mới là học trò xuất sắc nhất của Tiêu Diêu. Nhưng trước khi nói đến Tuệ Trung, ta hãy nói đến Trần Thái Tông và sự nghiệp Phật học của vị vua này. Tủ sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đừng quên ủng hộ chúng con bằng cách bấm like và chia sẻ video này đến với mọi người nhé, hẹn gặp lại quý vị vào chương sau.